Chào các bạn đến với kênh của Quỳnh Hữu Phước. Các bạn ơi, hôm nay mình xin chia sẻ một món ăn khá là đơn giản luôn nha. Món ăn này khá là dễ làm, ai làm cũng được, thậm chí có thể là rất là ngon. Vậy hôm nay mình xin chia sẻ món ăn là bánh ít nha mấy bạn. Thì món bánh ít này mình làm bằng nếp. Vậy mình mời cô chú anh chị em cùng vào ăn bánh ít với mình. Rồi sang nhà con bếp nhỏ để cùng chế biến cái món bánh ít của ngày hôm nay với mình nha. Thì mấy bạn ơi, hôm nay mình sẽ gói cái món là bánh ít. Thì mình gói bánh ít bằng nếp. Thì đây mình có nếp, cái này nếp là mình đã xôi nha mấy bạn, mình xôi chung với cái lá dứa và nước cốt dừa. Và đây mình có cái phần nhân đậu xanh và cũng nước cốt dừa với đậu xanh nha mấy bạn. Và đây mình có nguyên liệu để mình chuẩn bị để mình gói cái phần bánh ít. Và đây mình có lá chuối. Vậy bây giờ mình mời mấy bạn cùng vào gói bánh với mình nha. Và bây giờ mình sẽ gói bánh nha mấy bạn. Trước tiên thì mình sẽ lấy một cái tấm lá chuối như thế này nha. Mình sẽ ốp nó lại. Mình gói cái bánh vừa vừa thôi. Mình không gói bự quá. Nếu như bánh ít mình gói bự quá thì mình ăn nó cũng sẽ bị ngán nha. Bây giờ mình sẽ để vào đây một phần nếp. Nếp này là mình xôi. Xôi chung với cái lá dứa và nước cốt dừa. Mấy bạn để vào, mấy bạn làm như thế này nha mấy bạn. Như thế này nè. Rồi mình sẽ để vào đây một cục nhân. Rồi mình sẽ múc một ít thôi mấy bạn. Mình làm cho cái bánh mình nó nhỏ thôi. Mình làm nó lớn quá thì nó mình ăn nó sẽ bị ngán nha. Mình làm cũng gọn gọn như gôi gôi vậy đó. Cái nếp này nó đã chín rồi thì mình tán nó cho nó dẻ lại thì nữa cái bánh của mình nó mới ngon nha. Đây này nghe mấy bạn, mình sẽ nhẹ tay thôi, tại vì cái phần nếp đã chín rồi thì mình sẽ nhẹ tay thôi. Mình sẽ ốp nó hai bên lại. Đây, thì mình sẽ để nó lên đây, mình sẽ gói nó nha. Cái phần này thì cái nếp của mình nó đã chín rồi, cho nên mình làm cho nó rất là chặt lại nha mấy bạn. Nó chặt thì nữa cái bánh của mình nó mới dẻ nha, tại vì mình làm cái này là bằng nếp. Nếp đã chín rồi, thì mình sẽ gói những cái phần bánh như thế này. Mình muốn cho nó đẹp thì mình sẽ cắt cái phần này bỏ bớt. Đây mấy bạn, mình đã làm xong cái bánh nha mấy bạn. Phần còn lại mình sẽ làm tương tự hết những cái phần còn lại như thế này nha. Thì mấy bạn ơi, mình đã gói mấy cái bánh ít xong rồi nè mấy bạn. Vậy bây giờ mình sẽ đem phần bánh ít này mình sẽ đem hấp lại cho nó chín cái phần lá và nó chín thêm bên trong một tí nữa nha. Vậy bây giờ mình mời các bạn cùng theo mình vào bếp để hấp bánh ít nha mấy bạn. Thì mấy bạn ơi, ở đây mình có chuẩn bị một cái sửng nha. Mình sẽ để phần bánh ít này vào để hấp nha mấy bạn. Nhà mình thì ăn ít cho nên mình không có gói nhiều. Mình chỉ gói mười mấy cái hả mấy bạn ơi. Nhiều đây là nhà mình ăn đủ rồi nha. Thì nếu như chúng ta làm như thế này, mình có thể là làm bằng lá cẩm, hoặc là mình làm bằng trái gấc, hay là mình làm bằng lá dứa thì cũng rất là ngon. Thì hôm nay mình sẽ làm cái bột là bằng lá dứa. Vậy bây giờ mình chắc như thế này xong rồi mình sẽ đem qua mình hấp nha mấy bạn. Thì mình sẽ bưng cái sửng này mình để vào trong cái chảo này mình sẽ hấp. Thì bánh của chúng ta hấp lúc nào mình cũng sẽ rưới vào đây một ít nước ở trên như thế này nha mấy bạn. Bằng bột cũng vậy mà bằng nếp mình cũng làm như thế nha.
Dạ, bây giờ mình đậy lại, mình chờ đến 30 phút sau là bánh của mình nó đã chín rồi đó nha mấy bạn. Thì mấy bạn ơi, nãy giờ cái bánh của mình hấp được nửa tiếng rồi nha mấy bạn. Thì mình sẽ dở nó nắp ra. Wow, cái bánh của mình nó khá là ngon luôn mấy bạn ơi, thơm quá thơm luôn. Nó thơm cái mùi nước nước cốt dừa nè, nó thơm cái mùi lá dứa. Vậy bây giờ mình sẽ nhấc nó xuống nha. Ây da, thơm quá mấy bạn ơi, khá là thơm luôn. Đây mấy bạn nhìn thấy cái sườn bánh của mình nè, khá là thơm và nó cũng màu sắc cũng khá là đẹp nha. Vậy bây giờ mình sẽ chuẩn bị lấy cái bánh ra để mình thưởng thức thôi mấy bạn ơi. Thì mấy bạn ơi, bây giờ mình cũng đã chuẩn bị một cái dĩa nè, mình sẽ lấy cái phần bánh ra nha mấy bạn. Mình sẽ lấy phần bánh ra mấy bạn ơi. Nó mùi thơm nè, mấy bạn nhìn thấy nè, nó mùi thơm và nó mùi thơm và nhìn thấy nó đẹp quá mấy bạn ơi. Để mình lấy nó ra nha, rồi mình lấy mình coi thử coi nó ở trong ruột nó như thế nào nha mấy bạn. Ôi da, nóng quá. Nóng quá mấy bạn ơi. Để mình lấy ra hết cái nha. Nóng quá, nóng luôn rồi. Mùi nó thật khá là thơm nhưng không biết ở trong bên trong như thế nào nha. Vậy bây giờ mình sẽ đem ra ngoài mình sẽ coi cái bánh nó như thế nào nha mấy bạn. Thì mấy bạn ơi, mình đã làm xong cái phần bánh ít rồi nha. Bây giờ mình sẽ lột qua cho mấy bạn xem thử nó bên trong như thế nào nha. Thì mình sẽ lấy một cái dĩa nha mấy bạn. Mình sẽ lấy một cái dĩa, mình sẽ lột thử cái bánh cho mấy bạn xem nha. Hiện giờ là nó đang còn nóng đó mấy bạn. Nó khá là thơm luôn mấy bạn ơi. Nó thơm mùi lá dứa dữ lắm luôn nha. Đây nè mấy bạn ơi, mấy bạn nhìn thấy cái miếng bánh của mình nè, cũng ngon lắm nha. Vậy mình mời mấy bạn vào ăn bánh với mình. Và mình cũng mong rằng cô chú anh chị em khi xem được cái video của mình, hãy cho mình một like, một chia sẻ, nhấn chuông để ủng hộ cho cái kênh hai mẹ con mình nha. Và mình cũng mong rằng cô chú anh chị em khi xem được video của mình có cái gì sơ sót thì cũng mong cô chú anh chị em thông cảm cho mình. Và mình mong gặp lại cô chú anh chị em trong những cái món ăn gần nhất, trong những cái video sớm nhất. Bye bye, chào cô chú anh chị em mình nha.